Chào mừng các bạn đến với câu lạc bộ Tuyên Cá tuần 32. Mặc dù tôi đã thông báo hôm nay có bão cấp 6 vào Sài Gòn, nhưng bạn người cá Khải và bạn người cá Khánh vẫn xuất hiện trong ngày hôm nay, chứng tỏ với mọi người rằng các bạn ấy chính là những người cá thật sự. Người cá thật sự là không sợ bão. Hay lắm bạn à. Tôi không ngờ bạn đã xuất hiện đấy. Bây giờ bạn người cá Khải hãy biến hình đi. Sẽ cho bạn biến hình thành tiên cá vũ trụ. Đây. Đây là nguyên bộ. Chà, bạn đã biến xong cái phần dưới của mình thành tiên cá vũ trụ rồi hả? Và Tiun cũng sẽ biến hình với bạn trong hôm nay. Bởi vì sự kiện tiên cá đón bão của chúng ta đã đến, Tiun cũng phải biến hình. 1, 2, 3. Bây giờ bạn người cá Khải sẽ biến hình thành tiên cá vũ trụ nha các bạn. Và bạn ấy đang mặc chiếc đuôi tiên cá này vô để chuẩn bị đón bão cùng với Tiun. Bão cấp 6 tới Sài Gòn. Bây giờ chúng ta hãy nghe bạn người cá Khải nói cho các bạn nghe cảm nhận khi trở thành tiên cá vũ trụ như thế nào. Khổ. Sao khổ? Đeo cái đuôi đi vô mệt quá đúng không? Đi cầu tiêu lại tất cả cho nó dễ dễ hơn. Không, nó phải đeo khó như vậy nó mới ôm sát vô chân của em chứ. Xin chúc mừng bạn Khải. Hôm nay bạn đã vượt qua thử thách của Tiun. Dù trời mưa bão vẫn xuất hiện và Tiun đã giúp bạn trở thành tiên cá vũ trụ. Rất là hoành tráng nha. Mời bạn xuống nước. Chào Tiun. Ủa? Chúc mừng ngủ với Tiun nha. Ừ đúng rồi, hôm nay mấy tuần rồi mới rảnh được một ngày nữa qua ngủ. Cái gì kỳ vậy? Ủa? Tiun có thông báo bão mà sao mấy em vẫn đến vậy? Dạ đúng rồi. Tại vì hôm nay nhắn là em phải học đá banh với bóng rổ, nhưng mà tại vì trời mưa nên là em qua đây. Hôm nay là bão á, tưởng mấy em ở nhà chứ. Bão qua đây, bơi với chả mới ngọn. Chà, mấy bạn này vượt qua thử thách của tiên cá dữ quá ha. Thông báo bão mà vẫn đi mới đúng là người cá thật sự. Chính xác. Trời ơi, Nuri cũng xuất hiện nữa hả? Nuri không dám bơi. Lên cho cô lát đi. Mấy em liều ha, không sợ bão ha. Ôi, chắc chắn hôm nay mình quên đem theo mắt kiến rồi. Lấy mắt kiến của Tiun đeo đỡ đi. Yes, sir. Rồi, sẵn sàng chưa nè, một lần nữa nè. Rồi, em muốn nói gì với mấy bạn à? Hả? Ai mà chạm được Tiun nhiều là người đó sẽ bơi giỏi cho Tiun. Đó là một chuyện rất là đơn giản. Chứ sao? Ai chạm vô Tiun nhiều thì nó bị hút năng lượng của Tiun qua, giống như cục 500 vậy. Nó bị hút năng lượng qua. Ủa mà tha chạm Tiun nhiều quá hả?
Bây giờ chúng ta hãy phỏng vấn bạn người cá Khải sau khi biến hình thành tiên cá vũ trụ. Bạn có cảm giác như thế nào? Sau khi thành tiên cá vũ trụ rồi, bạn muốn làm điều gì? Bạn biết hôm nay là một ngày mưa bão khủng khiếp lắm không? Biết. Nay ngày gì? Dạ, hôm nay cũng là ngày mà tôi đã chọn lọc ra những đệ tử cừ khôi nhất. Sau khi tôi thử thách các bạn thông báo là một ngày mưa bão. Em cũng xém nghĩ mà hôm nghĩ là sinh ra cố gắng sinh. Vậy luôn hả? Vậy là em đã trở thành người cá thật sự rồi đó. Người cá thật sự là không còn nỗi sợ hãi về thời tiết bão nữa. Em đã vượt qua được rồi. Chúc mừng em. Để hồi vô sự kiện tôi sẽ hướng dẫn cho các em những chiêu mới của người cá ha. Những chiêu cần thiết mà người cá cần phải có. À, những người cá mới xuất hiện đó hả? Đó, Linh đó ăn đi, có xôi, có đồ á. Lên ăn đi, có đồ ăn mà. Kìa, có xôi đầy đủ kìa. Bánh giò kìa. Hấp dẫn không? Đẹp quá vậy. Bão tới rồi hả? Tất nhiên hồi nữa bão sẽ tới. Để chúc mừng cho các bạn đã chính thức trở thành người cá thật sự. Có Trần Mỹ, Nhân Ngư, Simi cám dỗ các bạn đấy. Là làm cho các bạn lười bơi không thành tiên cá được đấy. Mỹ Nhân Ngư cá hồi rồi. Ta đã thành tiên cá. Cá thầy luôn. Hôm nay tôi chỉ biết làm bóc xoáy thôi, giống như thầy đi. Bóc xoáy gì? Tao nói là chừng nào mà cây đúng mình có lóc xoáy. Bây giờ đợi cho các bạn đông đủ xuống nước rồi chúng ta chính thức vô sự kiện tiên cá đón bão. Rồi mấy bạn kia cũng đến luôn. Chà, những tiên cá thực sự đã xuất hiện rồi sao? Em lạnh đúng không? Kết hợp hít thở với lắc đuôi đi Pasa. Nhớ không, nín thở lại, ngã cái lưng ra phía sau nữa. Đó. Đúng rồi. Trời ơi. Người cá Tony nữa nè. Ôi, người cá Harley nữa kìa. Các bạn đi đón bão đông vui quá ha. Ba bạn thôi, ba bạn. 1, 2, 3. Bây giờ các bạn người cá đang đón bão cùng với Tion, tâm trạng của các bạn như thế nào? Các bạn thấy mưa như thế nào? Hồi nãy mưa luôn. Nhưng mà ở nhiều nơi là mái tôn nó bị tróc lên luôn rồi đó các bạn. Đúng rồi. Ở nhà Trang. Rồi còn nhà của thầy người cá lóc là bị lợp luôn, tất cả mái tôn nó bay đi hết luôn rồi. Rồi bây giờ là ở ngoài Nha Trang là coi như là giống như là thảm cảnh. Đúng rồi. Nãy giờ mình bơi mệt quá nên là tôi không năng lượng với tôi. Rồi bây giờ các bạn người cá làm sao để cho sau này không còn bão, cải thiện môi trường làm sao? Nói nghe. Không phải do thiên nhiên mà là do con người tạo ra. Những hoạt động tiêu cực của chúng ta làm ảnh hưởng xấu đến môi trường. Phá hoại cây. Phá hoại cây là cho không đủ rồi. Đẹp cây. Chiếc hại đông quân. Ta nách vừa bãi. Rồi nói chung là bây giờ chúng ta hãy bơi cùng với nhau nha. Các anh em người cá. Dạ. 500 anh em tiến lên. 1 2 3 Thank you.
không hề sợ mưa bão nên Tuyên sẽ chỉ cho các bạn một bí quyết để nín thở lâu hơn nhé. Bí quyết đó là chỉ những bạn hôm nay mới được biết bí quyết đó thôi. Và Tuyên sẽ không để cho các bạn không đến đây mà biết được bí quyết đó, nên Tuyên sẽ tắt máy quay và chỉ cho các bạn. Ok. Rồi, sau khi Tuyên đã hướng dẫn các bạn bí quyết nín thở lâu nhất trong nước có thể, hướng dẫn các bạn tiếp bài tập tiếp theo trong tuần 32 này là, đó là lặn ở dưới đáy nước và thổi bong bóng lên, thì các bạn phải hít hơi vô bằng miệng, thở nhẹ hơi ra bằng mũi để chìm người xuống đáy hồ nước, rồi các bạn mới mở cái miệng mình ra hình chữ O rồi ngậm lại nhanh lên là cái bong bóng nó sẽ bay ra hình chữ O. Hiểu chưa? Cần Tiêu làm thử không? Các bạn phải tập nằm ngửa như vậy trước. Làm được như vậy, nằm ổn định được ở ngửa ở trong nước có làm chắc được. Nếu mà thấy người mình nổi lên thì mình cố mình xả hơi trong lỗ mũi của mình một chút rồi mình dừng lại, hiểu không? Nằm ngửa, cân đối người ở trong nước thấy ổn rồi mình mới bắt đầu. 1 2 3. Chưa? Rồi, tôi chưa làm được. Nằm ngửa thổi bong bóng ra trong nước. Rồi, coi bạn Tài làm. Bây giờ bạn nào mà làm được thổi ra trái bong bóng bay lên trên mặt nước, chỉ cần một trái thôi là sẽ được tặng quà nha. Nha, ai làm được thì sẽ được tặng quà. Đó là quà sự kiện câu lạc bộ Tuyên Cá tuần này nha các bạn. Nước động là bong bóng của Tiêu nó bị bể, nó không có bay lên bự được. Khi cái bong bóng nó càng bay lên cao nó sẽ càng nở to ra, hiểu không? Nên nước mà động á, rung á là bong bóng nó sẽ bị bể nên khó lắm. Nên Tiêu làm đó, bữa nay bạn nào làm được một trái bong bóng là được tặng quà. Kỹ thuật tiếp theo làm bóng bay giống như cá heo. Tất cả các con cá heo đều có thể thổi bóng bay trong nước. Nếu mà em coi rồi tôi khỏi làm. Bạn ơi, nếu bạn nào mà cảm thấy lạnh á thì cứ bơi 3 kỹ thuật. Nhưng mà mình sẽ hít hơi đúng theo cái phương pháp đó nha. Ok. Mình sẽ sửa lại cái kỹ thuật hít thở khi bơi. Bây giờ ai mà làm thổi bong bóng lên được là thắng quà. Mấy cái? Chỉ cần một cái thôi là được rồi. Hai cái đi. Ừ. Hai cái nha tôi ơi. Em muốn làm hai cái thì em làm, còn anh chỉ cần mấy bạn làm được một cái thôi. Em nha. Ai làm được là có quà, ai làm được không thôi.
Ừ, em thi trước mà em làm không được là qua luôn nha. Từ từ, tôi coi thử nha. Nghe thử thôi nha. Thử thôi ha. Ừ. Ok. 1, 2, 3. Rồi thông báo nha, chưa được nha. Hôm nay là cơ hội tặng quà cho tất cả các bạn luôn á. Ai cũng có cơ hội được lấy quà. Bởi vì đây là tuần 32 rất là đặc biệt, kết hợp với sự kiện đón bão nữa mà. Nên ai cũng được tặng quà. Chỉ cần thổi được bóng bay trong nước. Bay lên nha chứ không phải bay ngang nha, bay ngang còn khó hơn nữa. Giờ mà trời tối đen như mực bởi vì đang là bão. Các bạn thấy không? Các bạn thấy bão như thế nào? Và ở đây là hồ bơi, là chỉ có mình anh em người cá chúng ta bơi thôi đó. Các bạn bây giờ cũng phải tập thêm cách giữ thân nhiệt đi nha. Giữ thân nhiệt. Tương đã hướng dẫn cho các bạn cách giữ thân nhiệt chưa? Hít hơi vào ngực như bình thường, xong rồi nín hơi lại, đếm tới 3, thở nhẹ hơi ra bằng mũi, xong hít hơi vào tiếp. Bạn nào mà thở hơi ra nhiều quá thì sẽ bị lạnh. Giữ hơi trong ngực lại. Đúng rồi, bơi người cá giống như là luyện khí công vậy. Giữ hơi trong ngực được, trong bụng được. Đẩy hơi xuống dưới đan điền nữa. Các bạn ơi, bạn người cá Benjamin hôm nay đi bơi lại, đã bị lạnh rồi. Xin chúc mừng bạn người cá Benjamin. Bây giờ cái lạnh đó đã làm cho bạn ấy bị tê chân, đau chân rồi. Cảm giác này khó chịu không Ben? Một là bơi tiếp. Bởi vậy luyện thành người cá khó lắm. Ai cũng sợ lạnh nên bây giờ hết rồi. Bữa nay bên trở thành người thường. Một là Ben lên bờ nghỉ mệt cho hết lạnh, là người Ben sẽ hết đau nhất. Còn nếu Ben tiếp tục bơi để vượt qua nỗi đau nhất này, Ben sẽ trở thành người cá mạnh mẽ. Bây giờ Tuân cũng phải lặn đây chứ không thôi bạn Benjamin cứ đèo lên người Tuân hoài. Đi chỗ khác chơi nha. Lặn thôi các bạn ơi.
người cá Benjamin bây giờ đã thấy bỏ bơi lâu quá mình sẽ trở thành gì chưa? Bây giờ bạn đã trở thành người thường lại rồi, yếu đuối quá, trong khi các bạn người cá khác đang tập luyện hăng say, còn bạn thì đứng rung lên như cầy sấy, lạnh quá hoài. Bỏ bơi lâu chưa? Mấy tuần rồi? Mấy tháng rồi? Một tháng chưa Ben? Thôi đi lên bờ đi, siêu xe già cũng không cứu được đâu. Kaioken Super Saiyan Blue Kaioken. Ôm người cá Rick này đi. Ôm người cá này là đó. Ôi, đi chỗ khác chơi. Nhảy xuống trốn. Bám vô một cái là tôi nhấn xuống nước 2 phút quá. Lèo đi, quậy đi, không đi tập luyện đi. Chị đừng ra bơi bên Ly ơi. Vô, ngon vô nè. Đụng vô cái. Nay muốn quậy chứ gì? Nổi điên lên rồi. Nổi điên lên hả? Trời ơi, phản động, phản động. Tiun cũng xin thông báo câu lạc bộ tiên cá tuần 32 kết thúc luôn nha các bạn. Hôm nay không có bạn nào thắng được giải thưởng sự kiện bởi vì cái phần thi quá khó. Nhưng mà Tiun hoan nghênh các bạn đã đến sự kiện hôm nay để chứng tỏ mình là những người cá thật sự.